Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel sửa chữa Bính Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng anh em nha. Hôm nay chúng mình anh em đây Thịnh đang cầm một chiếc Vsmart đầy hoài niệm, đó là Vmax Joy 2 Plus anh em, Joy 2 cộng ha. Thì dòng Joy 2, Joy 2 cộng tiếp nối cái thế hệ đầu tiên của Vsmart giới thiệu điện thoại thông minh tại thị trường Việt Nam đó là Joy 1, Joy 1 cộng. Đó, nó có những cái nâng cấp cũng khá là đáng kể tuy nhiên nó vẫn là một phân khúc giá rẻ nên là rất nhiều người người dân ở Việt Nam ở thời điểm chiếc do hai cộng này ra đời lựa chọn và sở hữu chiếc máy này đặc biệt có một giai đoạn là Vsmart hình như họ tặng cho những cư dân mà sở hữu nhà Vinhome đó. cái chiếc do hai plus này rất là nhiều nên là nhiều anh em xài lắm rồi bây giờ trước mặt anh em đây hôm nay anh em nhìn thấy chiếc Vsmart do hai cộng này mình sẽ cho anh em xem một cái điểm đặc biệt mà các bạn khách này khi mà bạn mang máy đến là mình đã ngay lập tức mình nhận ra đó là anh em thấy cái máy này nó bị cong Đó anh em thấy nó bị cong không? À? Nó như một cái giỏng vậy đó Anh em thấy không? Đó nó bị cong nó, nó cong rất nặng luôn Nó cong như một cái vọng nó tạo thành một cái đường uống luôn Lúc mà bạn mang máy đến cho mình thì máy nó mất nguồn hoàn toàn luôn đó và mình nhìn thấy như thế này mình nói ô máy của anh quá cong bạn không biết cái điều đó luôn cong mà mình không biết bị cong như vậy thì qua video clip này mình sẽ nói với anh em một tình huống anh em rất hay gặp phải sai lầm trong cái quá trình sử dụng nhiều khi anh em không biết mà dẫn đến những cái hư hỏng máy như thế này đó thì với chiếc máy này khi mà hình mở máy ra hình kiểm tra hình phát hiện ra máy nó gặp hai vấn đề một là nó cong như vậy nên nó dẫn đến chạm men và thứ hai là máy nó bị vô nước nữa lúc mà hình nhận máy hình cắm sạc vào thì cái dây sạc của bên mình là bị cháy khét luôn đó là mình phát hiện ra là máy nó vô nước liền thì hiện tại anh em nhìn thấy đó máy đã lên hoạt động lại hoàn hảo hết rồi mọi tính năng ở trong máy dữ liệu rồi còn nguyên vẹn hết Nhìn vào cái dấu hiệu này thì anh em biết được rằng Thịnh đã sửa chữa trực tiếp trên cái men này Thịnh không phải thay nguyên một cái main Rồi hai cộng này bây giờ anh em cầm cái máy này anh em đem ra trung tâm bảo hành chính hãng Thì khả năng rất cao họ sẽ không xử lý sửa chữa được cho anh em vì theo thịnh biết thì họ cái dòng do hai cộng này chắc đã hết linh kiện tồn kho tích lũy rồi đó họ sẽ có thể là họ uh, gợi ý cho anh em một cái phương án bù tiền đổi qua một cái dòng máy khác cao cấp hơn còn ví dụ mà có linh kiện để thay thì cái cách xử lý trong trường hợp này ngoài hãng sẽ báo với anh em là thay nguyên một cái mainboard mới nó cái cụm sạc ở dưới đây cháy thì thay thêm cái cụm sạc nữa thì với hai cái lỗi đó và hai cái bộ phận linh kiện thay đó thì chắc chắn mức giá nó sẽ rất cao bởi vì mainboard là cái mắc tiền nhất của cái chiếc máy này đó, thông thường anh em sẽ không không uh, chấp nhận uh, gọi là không không sửa được trong cái tình huống này bởi vì uh, mức giá nó sẽ cao so với cái giá trị hiện tại của máy đó thì ở đây như hình đã nói với anh em ở những cái clip hình sửa về vsmart đó là bên hình rất là chuyên về cái dòng máy này và đặc biệt là chuyên sâu tích lũy linh kiện về cái lĩnh vực mà sửa chữa trực tiếp trên mainboard của anh em sửa chữa trực tiếp có nghĩa là gì có nghĩa là hình sẽ không thay nguyên một cái bản mặt hình không thay nguyên một cái bản mặt đó mà mình hình tiến hành hình thay chính xác những cái vùng nào lỗi thay đúng và thay đủ thì nó mới tiết kiệm được chi phí tối đa mà nó vẫn đảm bảo chất lượng đúng là gì đúng là nó chạm ở đâu chúng ta xử lý đúng phần chỗ đó những phần còn lại nó không liên quan gì nó không ảnh hưởng gì nó vẫn ở trạng thái tốt thì chúng ta không có lý do gì chúng ta can thiệp vào gọi là đúng đủ là gì đủ là chúng ta sẽ xác định được chính xác cái khu vực nó lỗi chứ chúng ta không làm mò đó nếu mà chúng ta làm mò chúng ta không có cái nền tảng chuyên môn có nghĩa là chúng ta không biết nó lỗi ở đâu chúng ta thấy mất nguồn chúng ta cứ kiếm còn y sinh nguồn chúng ta đè ra chúng ta thay thử đó gọi là làm mò đó thì khi mà hơn thì đúng thì con ic nguồn đang lỗi hay do biết đâu nó lên nhưng mà hiện tại bây giờ sửa chữa máy thì hình nói cái xui nhiều hơn cái hên xui vì sao xui bởi vì vậy. bây giờ cái mặt của nó nó rất là phức tạp nó khác ngày xưa nhiều lắm anh em mà làm mò cái kiểu đó khả năng anh em trúng được cái lỗi rất là thấp mà khả năng anh em làm hư hỏi, hư hại máy nặng hơn phải rất là cao vì sao có nghĩa là nếu mà chúng ta làm mò cái vùng chỗ đó con y sơ nguồn đó vốn nó đang không có lỗi gì hết nó mất nguồn là do nó chạm chập ở một cái khu vực nào đó trên cái đường đi đến cái con y sơ nguồn đó trên đường đi đến cái khối nguồn đó và chúng ta không biết xác định được chúng ta không có kỹ năng đo đạc chúng ta không có kinh nghiệm làm thì chúng ta đè ra đục con y xe ra chúng ta thay trong khi con y xe đó nó đang yên đang lành nó không hề có lỗi gì cả đó thì có phải là con trâu nó đang lành mà chúng ta đi đánh vào cái chỗ đó để để con trâu cái chân nó không đau mà chúng ta lại đi đánh vào cái chân của nó không đó trâu lành hình trâu què là vậy rồi bây giờ kết lại đối với chiếc Vismax Joy 2 Plus này mình <laughs> nói với anh em như thế này nếu mà mấy anh em gặp phải những vấn đề về main, về phần cứng ví dụ như mất nguồn ví dụ như mất wifi mất sóng hoặc treo logo đó, hoặc là sạc không được hay là thay pin gì đó đó thì anh em hãy tìm đến những cơ sở chuyên về sửa chữa dòng máy Bismarck này anh em ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ghé thịnh một cách dễ dàng. Đó, anh em ở tỉnh thành xa anh em muốn gửi máy đến thì anh em uh, liên hệ trước với thịnh để thịnh uh, phán đoán cái tình huống máy của anh em thịnh tư vấn gọi là hết mức có thể trước để anh em có cái nhìn tổng quát về cái bệnh đó về cái lỗi đó và anh em có thể gửi máy vào nó mình sửa máy cho khách hàng ở xa hiện nay là chiếm khoảng 50% cái tỷ lệ tổng số máy tại cửa hàng của mình nó nên là mình sửa cho anh em ở xa rất là nhiều bởi vì anh em ở tỉnh thành xa nhiều khi hạn chế trong cái việc tiếp xúc với những cái đơn vị mà chuyên về sửa chữa đó nhiều khi họ không có chuyên thì anh em gửi máy họ không biết làm hoặc là họ làm sai những trường hợp thì vừa nói sẽ dẫn đến những cái tình huống là gây hư hại nặng nề hơn hoặc thậm chí là mất khả năng sửa chữa luôn bây giờ quan trọng nhất đó là cái máy anh em chỉ cần giữ là máy zin chưa có bị can thiệp gì sai cách thì khả năng mình sửa thành công cho anh em sẽ rất lớn rồi ok nếu mà làm được đúng cách đúng bài đúng bản như nãy giờ nói với anh em thì anh em sẽ có kết quả là một chiếc máy hoạt động hoàn hảo và tiết kiệm chi phí rất là nhiều so với việc thay mới toàn bộ men như trong hãng đề xuất anh em ha rồi nếu anh em có thắc mắc nào thêm cần tư vấn giải đáp hay bất kỳ một vấn đề nào muốn hỏi với thịnh về những dòng điện thoại vsmart anh em cứ liên hệ trực tiếp thông tin thịnh sẽ để bên dưới rồi cảm ơn anh em chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha bye bye